Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Cương hướng dẫn tới quý vị và các bạn một cái phương pháp cũng tạm gọi là tập thể dục đi. Cái phương pháp này gọi là tập ngũ âm công. Ngũ âm tức là 5 âm để làm sao mà tăng trưởng 5 cái tạng ở trong cơ thể. Đầu tiên là tạng phổi. Phổi chuyên về khí nên phổi xếp vào rất là quan trọng. Sau nữa là tim. Tim là chủ về huyết, quan trọng, rất nói chung tạng nào cũng quan trọng, nhưng mà cái gì quan trọng nhất, nhì và 3, 4, 5, đấy, xếp theo thứ tự, từ trên xuống dưới. Thì đầu tiên phổi, sau nữa là tim, 3 là gan, 4 là lá lách, 5 là thận. Nói chung là tạng nào cũng quan trọng, nhưng mà xếp, sắp xếp của tạo hóa, từ trên là phổi, xong đến tim, gan, lá lách và thận. Đấy thì đơn giản thôi. Tập cái này thì làm cho mình giống như mình kêu lên với một cái âm. Một cái âm để làm sao mà tốt cho một cái tạng cần thiết. Đầu tiên là phổi Minh Cương tập nha, vừa tập xong Minh Cương sẽ hướng dẫn thêm. Đầu tiên là phổi, hít sâu vào, đơn giản hít sâu vào và thở ra. Hít sâu tương đối đầy không khí và thở ra. Và thân của chúng ta đọc tạng, tên tạng đó. Mình cường tập luôn này. Tập 12 lần như thế. Mỗi một tạng tập 12 lần như thế. Đến tim, phổi hít sâu và đẩy ra. Để tim, tim thì quý vị lấy quyền của cái bàn tay này đấm vào huyệt lao cung. Tim. 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 Xong đến gan. Gan thì tay phải xuống trước, tay trái đè lên. Đè nhưng mà đè gọi là đè chứ không phải đè chạm vào nhau đâu. Gan. 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 Hết gan đến lá lách. Lá lách cơ bản như cũng như gan, như tay phải xuống trước tay trái ép ở sau. Lá lách. Lá lách. Lá lách. Lá lách. Lá lách. Lá lách. Lá Minh Cương làm 12 lần, nếu mà quý vị đầu tiên là đếm ý, có thể đếm ở trong 1, làm xong đếm 1, làm xong đếm 2 để nhớ. Còn Minh Cương tập lâu rồi, Minh Cương sẽ đếm nhẩm ở trong đầu, 12 lần là Minh Cương sẽ biết. Quý vị và các bạn chưa quen thì có thể đếm, lá lách 1 rồi, lá lách 2,
lá lách ba. Bây giờ đến thận, cuối cùng là thận. Thận thì giống như là chào mặt trời, giơ hai tay lên và kêu thận. Chúng ta kêu thẳng từ thận hoặc là lá lách hoặc là gan, kêu thẳng ra miệng hoặc là kêu thầm. Ví dụ lá lách thì gọi lá lách cũng được, hoặc lá lách. Thận thì có thể kêu thận hoặc là thận. Kêu âm lỗi và âm trầm nó vẫn có giá trị. Ví dụ thận. Đấy, khi xong ta có thể chắp tay vào hướng đến trời đất, đa tạ trời đất và vũ trụ để cho một ngày có sức khỏe. Hoặc là chúng ta đọc một cái bài, bài này để mong muốn là sức khỏe tăng trưởng này. Chắp tay vào rồi chìa tay ra, có suy nghĩ là biết ơn trời đất là thứ nhất, thứ hai là xin năng lượng của vũ trụ. Mình đọc cái bài: âm dương hòa hợp, thiên địa giao hòa, độ mệnh cho con bì phu thiết khí, cân cốt như kim, cơ nhục như rồng, vạn bệnh tiêu tan, bất sinh thương tật, cấp cấp như âm dương, công luật lệnh sắc. Đấy, và xả tay lên đầu. Mình cứ đọc lại nhé: âm dương hòa hợp, thiên địa giao hòa, độ mệnh cho con bì phu thiết khí, gân cốt như kim, cơ nhục như rồng, vạn bệnh tiêu tan, bất sinh thương tật, cấp cấp như âm dương, công luật lệnh sắc. Cái bài này mong muốn để làm sao mà xin năng lượng của trời đất, xin năng lượng của vũ trụ làm cho cơ thể của chúng ta mạnh khỏe. Đơn giản như vậy thôi. Và khi quý vị và các bạn tập thì cũng có thể là ra lắng tập rất là tốt. Đặc biệt là cái lắng của ban mai, cái lắng từ 6 rưỡi đến 7 rưỡi cực kỳ quan trọng, cực kỳ tốt. Thưa quý vị, là cái lắng của ban mai lại giúp cho chúng ta tẩy tịnh được bớt các năng lượng xấu trên cơ thể. Bởi vì năng lượng xấu thì chúng ta đâu có nhìn thấy được. Có những cái năng lượng mang tính chất là năng lượng âm chúng ta cũng đâu có nhìn thấy được. Ví dụ như là sóng Wi-Fi, sóng 4G, rồi rất là nhiều các cái tia mình đâu có nhìn thấy được. Và các năng lượng tối, các năng lượng không nhìn thấy, đa phần người ta xếp vào gọi là năng lượng âm. Cơ thể của chúng ta khi sinh sống phải cần nhiều năng lượng dương thì mới có sức mạnh, có sức khỏe, có sức sống. Nhưng nếu có nhiều năng lượng âm ở trong người, mình sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thì khi đó quý vị và các bạn cũng có thể là từ 6 rưỡi đến 7 rưỡi chúng ta đem cái thân thể của chúng ta ra phơi ánh nắng. Phơi 5 phút cũng tốt, 10 phút càng tốt, 15 phút càng tốt hơn, 20 phút thì càng tốt hơn nữa. Chúng ta phơi nắng thì chúng ta phơi một lúc với mặt trước tới mặt trời, hướng mặt trời. Xong cái là một lúc sau chúng ta có thể phơi, phơi ngược lại là phơi gáy, cổ, đầu, lưng, mặt sau về hướng mặt trời. Bởi vì mặt trời tẩy bớt cái năng lượng xấu ở trên phía trước thì phải quay lại phía sau để mặt trời tẩy bớt cái năng lượng xấu ở phía sau nữa. Cái năng lượng phía sau mới là quan trọng. Các năng lượng âm hay tụ tập trên người, đặc biệt ở ót gáy này. Ót gáy này chúng ta phải càng cần phơi nhiều về phía mặt trời, phía sau này, phía sau cơ thể của chúng ta, hướng tới mặt trời. Và kể cả chúng ta ngồi thiền hoặc là ngồi trước ánh nắng mặt trời thì chúng ta cũng lên ngồi vào một cái thảm nhé. Đừng, không lên đặt đít trực tiếp xuống dưới đất nhiều. Bởi vì dưới đất mình mà đặt đít ngồi nhiều là các năng lượng âm nó truyền lên, không có tốt. Ngồi ít thì được, nhưng mà ngồi theo kiểu như tẩy tịnh năng lượng âm, năng lượng xấu ấy, thì chúng ta phải ngồi trên một cái thảm hoặc là một ngồi trên một cái gì đó gọi như là cái phản chẳng hạn, cái giường hoặc là cái thảm gỗ, thảm vải gì gì đó. Nhưng không được đặt đít trực tiếp dưới đất là không có tốt. Đấy, hôm nay Minh Cương hướng dẫn tới quý vị và các bạn phương pháp tập ngũ âm công để tăng trưởng sức khỏe.
rồi ngồi phơi nắng để tẩy tịnh bớt các năng lượng xấu trên cơ thể nếu có, để làm sao cơ thể của chúng ta là người mạnh khỏe. Khi có mạnh khỏe thì chúng ta thứ nhất có lời nói, có sức mạnh, có sức sống, không bị ủ rũ, không bị buồn bã, lấy năng lượng tích cực của vũ trụ làm mạnh khỏe cơ thể. Minh Cương thì làm về thầy thuốc đông y, mong muốn lớn nhất vẫn là mong muốn làm sao quý vị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Khi có sức khỏe thì mới làm nên được tất cả. Có sức khỏe thì mới đi đây đi đó được. Có sức khỏe kể cả có tiền tiêu cũng vẫn tốt. Và quý vị và các bạn nếu cảm thấy có kênh Minh Cương đăng hay, quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để mỗi đoạn video của Minh Cương đăng lên, máy của quý vị và các bạn báo cho quý vị và các bạn biết. Và quý vị và các bạn tập ngũ âm công này, hoặc là cách phơi nắng thế. Nếu quý vị và các bạn chưa hiểu lắm, có thể gọi trực tiếp cho Minh Cương để Minh Cương giải thích cho quý vị bằng số điện thoại 0989 759 199 hoặc số 0813 713 713 để được tư vấn. Xin nói một chút, cái bài tập ngũ âm công này là bài của giáo sư viện sĩ, võ sư bác sĩ, thầy Lương Ngọc Huỳnh. Và cái bài đọc lên để mong muốn tăng trưởng sức khỏe cũng là bài của thầy Lương Ngọc Huỳnh. Trên thực tế là có những thứ chúng ta nói lên, thể hiện để lưu truyền là thứ nhất. Thứ hai nữa là để nhiều người biết tới, để tăng trưởng sức khỏe cũng là tốt. Minh Cương thì không phải là người sáng tạo ra, mà là Minh Cương học hỏi để tốt lên. Và mỗi một buổi sáng Minh Cương đều tập cái bài này. Nói một cách khác là không có sáng nào Minh Cương bỏ cả, trừ khi là những trường hợp đặc biệt bận quá thì Minh Cương không tập ngũ âm công, còn đâu ngày nào Minh Cương cũng tập quý vị ạ. Đây là cổng ngõ của nhà Minh Cương. Nhà Minh Cương thì ở gần đầu làng thôn Thọ Vực luôn. Kia là cái cổng sắt bắt đợ, cổng sắt hay còn gọi là cổng chào của thôn Thọ Vực. Đi qua cổng chào mấy bước là tới nhà Minh Cương đây rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi các thước phim của Minh Cương đăng lên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.